S Việt xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cây guitar mini mang số hiệu ES20 với giá là 2 triệu đồng. Rồi, thì mặt trước của đàn được làm bằng thông 2A và lưng và hông được làm bằng gỗ điệp nguyên tâm. Với tầm giá 2 triệu các bạn đã có thể có một cây gỗ nguyên tâm rất là bền. Đó, đầu cần rất là đẹp, có khắc logo S Việt và khóa đúc rất là chắc chắn. Cái đàn này thì rất là nhỏ gọn, các bạn có thể mang đi du lịch xa mà không lo ngại là cồng kềnh quá, mang nặng quá. Thôi ok, bây giờ mình sẽ test tiếng của cái đàn. Xin hãy inbox shop hoặc gọi số điện thoại ở phía trên. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.